Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay cơn bão số 9 vẫn đang có diễn biến khá phức tạp khi liên tục đổi hướng di chuyển và cường độ hoạt động của gió gây thời tiết xấu trên khu vực biển. Do ảnh hưởng của bão số 9 nên tại vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Tại khu vực đất liền, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu, nên trong đêm qua và sáng sớm nay, tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông Bắc Bộ, trời vẫn nhiều mây với độ ẩm không khí cao và có mưa nhỏ kèm theo sương mù. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi chỉ từ 9 đến 12 độ. Các khu vực còn lại nhìn chung thời tiết vẫn duy trì sự ổn định. Sáng nay, những làn gió đông của rìa Tây Nam của khối không khí lạnh còn thổi nhẹ ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ, làm cho độ ẩm trong không khí vẫn duy trì ở mức cao, trời nhiều mây, âm u, mưa nhỏ và sương mù xuất hiện rải rác, càng khiến tầm nhìn bị hạn chế, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Gần về trưa thì tình trạng âm u này sẽ giảm đi, nhưng trời vẫn nhiều mây với nền nhiệt độ trong ngày không vượt quá 22 độ. Đến chiều tối và đêm thì nhiệt độ lại giảm xuống, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không lớn, nên vào ban đêm thì trời cũng chỉ rét nhẹ với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 15 đến 18 độ. Ngoại trừ vùng núi cao, một vài nơi có nền nhiệt thấp nên trời rét buốt. Bão số 9 hoạt động trên khu vực phía đông của Biển Đông từ giữa tuần đến nay vẫn còn cách bờ rất xa nên hầu như là không tác động đến thời tiết đất liền. Trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ, thời tiết ổn định, nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Ở phía Bắc, tiết trời còn rét nhẹ vào đêm và sáng, trong khi đó thì ở phía Nam có nắng và nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động xung quanh ngưỡng 30 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, trời vẫn khá lạnh về đêm và mát mẻ vào ban ngày. Riêng tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ thì trời ít mưa và nắng nhiều. Một vài nơi thuộc miền Đông như tại Đồng Phú, Tây Ninh và Đồng Nai, trời nắng khá gắt vào giữa trưa, nhiệt độ có thể lên trên 34 độ. Sang đầu tuần thì không khí lạnh được tăng cường yếu, nên tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ giảm nhẹ. Ngoài ra thì trời tương đối âm u và có mưa nhỏ nên trời rét hơn. Tại các tỉnh, khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 10 đến 12 độ. Tại khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Tại khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Tại khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 9 nên tại vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, với gió bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ 26 đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù về đêm và sáng, trời rét. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định, trời phổ biến ít mưa và ban ngày có nắng. Bản tin dự báo thời tiết sáng nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa nay.